Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin trân trọng thông báo một tin vui đầy ý nghĩa. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám, bệnh nhân Mai Trung Chính, một trường hợp ung thư gan giai đoạn cuối đến từ tỉnh Lâm Đồng, đã ổn định sức khỏe và có dấu hiệu khỏi bệnh ung thư. Bệnh nhân Mai Trung Chính đã trải qua một hành trình đầy thử thách với căn bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên của tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, ông Mai Trung Chính cùng gia đình đã từng bước vượt qua những khó khăn. Các thầy thuốc và nhân viên phòng khám đã không ngừng theo dõi và chăm sóc ông Mai Trung Chính, sử dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến và chăm sóc y tế toàn diện. Đặc biệt, sự kiên trì và nỗ lực của toàn bộ ekip y tế đã được đền đáp khi tình trạng sức khỏe của ông Mai Trung Chính đã dần ổn định và có dấu hiệu tích cực. Sự hỗ trợ của gia đình và người thân cũng là nguồn động viên lớn lao giúp ông Mai Trung Chính giữ tinh thần lạc quan trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Tin vui này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân Mai Trung Chính và gia đình, mà còn là niềm động viên lớn lao cho toàn bộ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của công tác hỗ trợ điều trị ung thư và chăm sóc tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ trong hành trình này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang lại những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng. Một lần nữa, xin chúc mừng ông Mai Trung Chính và gia đình. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy sức khỏe của ông Mai Trung Chính đã được cải thiện đáng kể và hy vọng rằng ông sẽ tiếp tục có những cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc trong tương lai. Xin trân trọng. Tôi là Mai Trung Chính, đến từ Lâm Đồng. Trước hết là tôi cũng xin phép nói sơ bộ một tí là tôi là bệnh nhân mà đến đây thì rất khỏe, đi lại là tốt. Thế nhưng mà nếu mà bệnh thì bệnh viện người ta đã bó tay rồi, người ta trả về rồi, không vào thuốc nữa. Sau khi 5 tháng điều trị ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố, người ta không điều trị được nữa, không vào được thuốc nữa. Chính vì thế mà tôi nhảy xuống đây ngay, kiểm tra thì xuống đây điều trị. Thì sau 4 tháng được phòng khám của cha Tường yêu thương đã nhận và điều trị. Thì tôi thấy là phác đồ điều trị mà của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để lại nó vừa khoa học, nó vừa tính nhân văn rất cao. Thì chính vì thế mà bản thân tôi cũng rất là quyết tâm để điều trị và theo đuổi với cái phác đồ này. Thì chính vì thế mà 4 tháng qua thì cũng đã 2 lần kiểm tra. Khi 2 tháng thì tôi đã kiểm tra 1 lần thì vẫn còn đau. Thế sau đó điều trị tiếp 2 tháng nữa, thì hôm rồi đi kiểm tra ở tại Minh Tâm, về thì kết quả được thầy Thanh kiểm tra, thầy thấy cơ bản là về khối u là đã đứng yên, và các cái chỉ số về máu thì là rất là tốt, đảm bảo, và người thì vẫn là khỏe mạnh. Mặc dù là có di căn vào gan cũng xuất hiện, nhưng mà tất cả những cái đó đều đã đứng yên. Chính vì thế mà đối chiếu các cái chỉ tiêu đó thì thầy Thành đã bảo là đồng ý và cho phép xuất viện. Đối với trường hợp này thì đối với bản thân tôi cho rằng là gia đình rất là phấn khởi ở cái chỗ là người đang khỏe mà bệnh tình như thế, chả lẽ mình cứ nằm chết, mà xuống đây là mình điều trị với cái thời gian như vậy, là đến bây giờ tôi cho rằng là quá tuyệt vời. Và tôi cho rằng là
với cái tuổi của tôi thì nó cũng không cao rồi. Thế nên cái phác đồ điều trị này tôi cho rằng là tôi thực hiện cho đến hết đời luôn, bởi vì nó mang lại hiệu quả để kéo dài cái tuổi thọ cho mình. Thế mình thì chả còn làm kinh tế gì nữa, cơ bản là sống vui sống khỏe với con cháu thôi. Thế thì tôi trước hết là tôi gửi lời tạ ơn lên cha Phê Rô Nguyễn Văn Tường. Tiếp đó là xin cảm ơn đội ngũ thầy thuốc và nhân viên phục vụ của phòng khám cha Tường yêu thương cho không. Đấy là cái lời cuối cùng của tôi. Và chúc phòng khám ngày càng phát triển và phục vụ tốt hơn nữa đối với các bệnh nhân mắc ung thư như chúng tôi. Xin cảm ơn. Cái thứ hai là tôi cho rằng các cái mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã đồng hành với cái phòng khám này, tôi cho rằng là nó trở thành một cái truyền thống và rất là tốt đẹp rồi. Về cá nhân tôi thì được điều trị theo như là cái mang cái tính nhân văn của phòng khám, đó là yêu thương cho không ấy, thì phải nói rằng nhờ cái nhà, các cái nhà tài trợ, các cái mạnh thường quân thì phòng khám mới hoạt động được. Thì với cá nhân tôi cũng hết sức cảm ơn các cái mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã quan tâm cùng chia sẻ, cùng đồng hành với cái bệnh nhân ung thư cùng với lại phòng khám để vượt qua những cái khó khăn. Xin cảm ơn ạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y
hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người mạnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Tất cả là hồng ân, vâng.
tất cả là hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa ban cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.